Dạ, chào các bạn. Chiều nay gió mát nha các bạn. Bây giờ bữa nay có mưa buổi sáng nên chiều nay là mây che xa xa hết rồi. Chỉ thấy cái ánh sáng chiếu lại cái mặt trời thôi, chứ không thấy mặt trời rồi lặn chiều. Chiều nay đi dạo trên cái con đường quen thuộc đó nha các bạn. Đường này là đường Hạ Long, đi về cầu Bãi Dứa, đến dốc Hạ Long ở chỗ Bãi Dứa nha bạn, tới mũi Nghinh Phong. Chiều nay gió rất là mát nên đi qua đây thông gió chút xíu nha các bạn. Chiều đi dạo đi một tí oxy. Biển bên này nổi sóng nữa nha các bạn, nó hướng bên đây là sóng lớn nữa. Nhưng mà biển nó có gió sóng nha các bạn, đi ra ngoài biển tàu nó rất là lắc. Tàu mà nó lắc lư chạy ngoài đó cảm giác nó bị say sóng như các bạn. Như các bạn mực biển cái này là ở ngoài kia là ngoài khơi là có sóng lăng tăng rồi đó. Giờ hướng này hướng gió đông bắc đang thổi mạnh nè, chuyển gió tây nam nó ngược rồi. Wow, dạo này cái dịch vụ xe này thịnh hành, xe lưu động bán hàng như vậy. Wow, đạp xe đạp mà ngược gió là cảm giác nó là sức nặng nó phải tăng gấp đôi như bạn, sức đạp đó. Cái này nó đang điểm nó đi ngược cái gió rồi, giờ gió khá là mạnh. Biển bữa nay có gió mạnh nên không có được đẹp lắm. Biển mà có sóng gió là bắt đầu giống như là người ồn ào rồi đó. Khu vực cái con dốc huyền thoại của mũi Nghinh Phong đã đi vào rất là nhiều câu chuyện từ xưa đến nay về ô cắp cáp sinh sắc như vậy. Thì cái mũi ô cắp này nhìn rất đẹp, mũi Nghinh Phong như vậy là cái mũi đất vô ra bên ngoài.
sáng hôm nay Vũng Tàu có một cơn mưa rào buổi sáng khá lớn nha các bạn. Số trục đường đã ngập tầm khoảng 5-6 giờ sáng là cơn mưa rất là lớn. Phần nào là tưới mát cho những cái hàng cây xanh, làm cho cái mùa hè nó đỡ oi ả hơn. Đi ngang cái vòng công viên Tàu Phùng nha các bạn. Chiều ở đây không gió biển là một điều rất là lý tưởng luôn. Tại chỗ này có biển một bên và núi một bên, em một bên. Hôm nay là 20 mấy âm lịch nhờ, 27 âm lịch. Đây, cái con nước nó cạn nhiều các bạn. Một hai ngày nữa là nước cạn nhiều. Giờ này là thủy triều cũng đang cạn. Em ơi, thà không gặp gỡ nhau lâu, cho nên bầu lâu tôi không mơ mập. Wow, chiều nay thủy triều cạn, nhìn cái bãi sao như bạn, nguyên cái bãi cát rất là dài luôn. Cảm ơn chị các bạn rất là nhiều đã cùng Jim dạo qua một vòng từ bãi trước đến bãi sau Vũng Tàu nha các bạn. Hẹn gặp lại chị các bạn trong những clip tiếp theo.